thì đầu tiên hết chúng ta sẽ nói tới một những câu hỏi thường hay nhận được đó chính là thường có nghĩ đây là một cái bull trap hay là không Vậy ra đây là một cái sóng hồi mà thôi chúng ta sắp sửa sẽ thấy bitcoin đó tới một bước nào đó sau đó bitcoin sẽ đi xuống và chúng ta tiếp tục đi vào mùa đông của crypto có nghĩa là cái đợt tăng trưởng này chỉ là một đợt tăng trưởng giả mà thôi thì để trả lời câu hỏi này đó thuận muốn nhìn tổng quát về cái quá trình tăng trưởng của bitcoin là như thế nào thì các bạn thấy trên màn hình đó chúng ta thấy được là giá bịch hồi đó mỗi một cái đường màu trắng này đó là mỗi 10.000 đô thì từ 10.000 tới 20.000 tới 30.000 tới 40.000 và tới 50.000 và bên trên này là 60 000 thì các bạn thấy được là giá Bitcoin đó từ tháng 7 của năm ngoái là đã qua khỏi được 10.000 đô, sau đó chúng ta thấy được là giá đã giữ mức 10.000 đô là một cái dùng hỗ trợ, sau đó đã đạt được cái mức 20.000 đô sau thử nhiều lần đó là ngày 16 tây tháng 12 năm 2000 20 Sau đó chúng ta đi thẳng lên tới là tháng 1 của năm 2021 là 30.000 đô Kế tiếp chúng ta đi thẳng lên tới 40.000 đô Sau đó có được sự điều chỉnh rồi sau đó tiếp tục trở lên Và thử lên 40.000 đô Sau đó chúng ta lại lên thẳng tới là hơn 50.000 đô lên tới gần 60.000 Sau đó chúng ta có điều chỉnh rồi tiếp tục đẩy lên và đẩy lên thử 60.000 Thì sau đó chúng ta thì được là giá đã lên tới mức là 65.000 đô Thì sau đó đó chúng ta thì được là giá đã đi trở xuống để mà thử lại cái mức 50.000 đô Rồi sau đó chúng ta thấy giá đi ngược cho lên gần tới 60 Nhưng mà sau đó đó từ cái mức là gần 60.000 đô chúng ta đã thấy giá đi xuống liên tục nhiều ngày Thì cái số lượng ngày mà giá đi xuống này đó là bao nhiêu ngày Và nó đi xuống bao nhiêu phần trăm Điều rất quan trọng ở đây đó là thường muốn so sánh tình hình bây giờ với lại năm 2017 Sau khi chúng ta đạt được đỉnh à, mà 20.000 đô đó thì có giống như bây giờ hay là không Thì trước hết các bạn thấy được là Giá cả đó từ cái mức là 64.744 đó mà chúng ta thì từ cái mức giá đó mà đi xuống tới cái uh, mức mà dưới 30.000 đô đó khoảng 30.000 đô đó chính là ngày 19 tháng 5 đó thì chúng ta thấy được là tổng cộng là bao nhiêu ngày? Tổng cộng là các bạn thấy được là chúng ta đã đi xuống là 35 ngày nghĩa là hơn 1 tháng. 35 ngày sau thì mới đi từ mức là gần 65.000 xuống còn 30.000 có nghĩa là cái phần trăm đi xuống này đó là chúng ta thấy được đã đi xuống tổng cộng là 50... Uh, 3%, 53% tổng cộng. Sau đó thì như thế nào? Sau đó, đó thì chúng ta thấy được là giá đã đi hàng ngang một cái thời gian từ 30.000 tới 40.000 rất là dài. Các bạn có thể nhớ là tổng cộng chúng ta đã đi hàng ngang đó có thể nói là trong cái phạm vi là 78 ngày, hơn 2 tháng trời gần như là 3 tháng 78 ngày tổng cộng. Chúng ta đi trong phạm vi từ 30 tới 40. Và lúc mà đi xuống này một lần nữa là chúng ta thì được là đi xuống tổng cộng là tốn hết là một tháng Sau đó đi hàng ngang là hơn 2 tháng Rồi sau đó chúng ta mới có cái sự tăng trưởng từ cái mức 40.000 mà bây giờ lên tới cái mức là gần như 50.000 ở điểm hiện tại Thì chúng ta bây giờ hãy so sánh so sánh với lại cái tình hình của năm 2017 xem coi là khi đặt đỉnh đỉnh cũ đó thì như thế nào các bạn đã thấy được là sau khi mà giá bịch khỏi mỗi lần mà tăng trưởng đó thì cái đỉnh cũ và cái đáy cũ đó hầu như là càng càng nhỏ lại trên màn hình cho nên khi chúng ta nhìn vào năm 2013 đó hầu như đã không còn thấy cái đỉnh cũ bữa đáy cũ nữa thì thuận tin tưởng sau này khi mà giá bitcoin càng càng lên cao đó thì những cái sự dao động giá bây giờ các bạn thấy nhiều đó càng ngày nó càng nhỏ hơn khi mà giá cả càng càng cao hơn thì chúng ta bây giờ hãy trở lại năm 2017 đi cho bạn sẽ thấy những gì năm 2017 đó sau khi sau khi mà chúng ta à, đạt được gần như là 20.000 đô đó chính là ngày 17 tây tháng 12 năm 2017 đó thì tình hình như thế nào? Tình hình để thường cho các bạn thấy được là chúng ta đã nhanh chóng đi từ cái mức đó xuống tới cái mức thấp là bao nhiêu, xuống tới cái mức thấp đó là 48%, 47%. Nếu chúng ta tính cái mức thấp của ngày 22 tới tháng 7 là xuống khoảng chừng là 50% và chúng ta được đã đi xuống rất nhanh chóng là đi xuống trong cái thời gian này chỉ có vài ngày mà thôi, là thời gian này chỉ có là 6 ngày. 6 ngày liên tục sau khi mà đạt được cái đỉnh của năm 2017 đó là người ta bán liên tục luôn, xuống gần như 50% trong vòng có 6 ngày sau đó chúng ta đã thấy một cái đợt hồi phục trở lại đây chính là cái đợt hồi phục mà nhiều người nói tới là đây là một cái bull trap tại vì sau khi mà các bạn thấy được giá đi từ 20.000 xuống còn 10.405 thì giá cả đó đã nhanh chóng đi từ 10.405 mà lên tới cái mức là khoảng chừng 17.000 có nghĩa là tăng khoảng chừng là 6 70 đó tương tự như bây giờ cho nên nhiều người nhìn vào năm 2007 nói là bây giờ giống như năm 2017 tại vì sau khi mà giá đi xuống mạnh đó, từ 20.000 xuống còn khoảng trên 10.000 thì đi nhanh chóng đẩy cho lên tới 17.000 đô thì à, mọi người lúc này đó vẫn nghĩ là giá cả sẽ tiếp tục tăng trưởng, đây là một cái đợt điều chỉnh mà thôi. Bản thân thường năm 2018 cũng có cái suy nghĩ tương tự, nhưng mà đáng tiếc đó không phải các bạn thì được chúng ta đã đi vào mùa đông thật sự rồi. Thời điểm đó nhìn lại thì thấy rõ nhưng mà lúc đó ai cũng không nghĩ nó như vậy, ai cũng nghĩ là chúng ta tiếp tục tăng trưởng. Nhưng mà đây là những cái dẫn chứng nhiều người cho thấy là chúng ta thấy cái sự tăng trưởng từ cái mức là 10.000 bốn đến năm lên tới 17.000 đó, thì tăng cũng khoảng chừng là 66,7%. Tương tự như cái thời điểm bây giờ, khi mà chúng ta thấy giá đi từ 30.000 lên tới cái mức hiện tại là 48.000, 49.000, thì nhiều người cho chúng ta thấy cái sự kiện tương tự xảy ra, giá cả nó sẽ đi lên tới cái mức này, sau đó giá cả sẽ tiếp tục đi xuống như là các bạn thấy trên màn hình. Thì có phải như vậy hay không thì đừng sẽ chia sẻ với các bạn đó trước hết có một số điều khác biệt giữa năm 2007 và bây giờ đó chính là gì đó chính là cái thời điểm đi xuống rất là lạ các bạn thấy được rất rõ ràng là có mức 20.000 đô này thậm chí là 19.000 18.000 những cái mức này đã không có nhiều người ủng hộ cho nên giá cả đã nhanh chóng đi xuống trong vòng chỉ 6 ngày thôi đã đi xuống tới cái mức là các bạn thấy là phân nửa rồi, 50%. Sau đó hồi phục cũng rất là lạ, hầu như là không có bất cứ một cái đợt tích lũy nào hết. Các bạn thấy được trong cái thời điểm là từ cái mức thấp 10.400 đô đó của ngày 22 tháng 12 cho đến cái thời điểm là ngày 7 tháng 1 của năm 2018 đó khi mà giá trở lại mức 17.000 đó thì chỉ trong vòng có 2 tuần mà thôi, 15 ngày, xuống 6 ngày, 15 ngày sau đã hồi phục trở lại 67% thì đây đó là một sự khác biệt rất là lớn. Chúng ta không thấy cái sự hỗ trợ cũng như là không thấy sự tích lũy nào trong những cái vùng này hết, khác với lại tình hình hiện bây giờ. đừng cho các bạn thấy được tình hình bây giờ thì chúng ta thấy được là sau khi mà chúng ta thấy cây đợt đi xuống mạnh của ngày 19 tây tháng 5 đó thì giá cả đi xuống tổng cộng đó là thời gian cũng rất là dài, có nghĩa là các bạn thấy giá từ cái mức này là 65.000 xuống còn 30.000 đô đó thì xuống thời gian cũng rất là dài. Nếu chúng ta tính từ cái thời điểm đó là ba mươi mấy ngày chúng ta mới vừa chia sẻ. Nhưng mà sau đó thì các bạn thấy là giá cả đã không phải nhanh chóng hồi phục trở lại mà giá cả đó đã đi hàng ngang tích lũy. Các bạn thấy được là trong thời gian này đó giá cả không có đi xuống à, dưới 30.000 đô được tại vì các bạn thấy là mỗi lần đi xuống dưới thời gian dài tới đồng hồ để được đẩy trở lên thì cho chúng ta được là đây là thời gian tích lũy hơn 2 tháng trời sau đó giá cả mới tăng trở lại cho nên đây là một chứng dẫn chứng là có nhiều người ủng hộ cái mức Bitcoin từ 30.000 tới 40.000 không giống như chúng ta nhìn lại năm 2017 đó khi mà giá lên tới là 17.000 đô sau đó các bạn thấy được là giá nó nhanh chóng đi ngược trở xuống và chúng ta đi vào mùa đông crypto không có một cái thời gian tích lũy dài hạn như là đợt này đây là một điều rất là khác và một trong những điều mà các bạn cần định hiểu là nếu chúng ta nói tới đó thì cái phần trăm tăng trưởng này đó cũng khá là nhiều. Nếu như chúng ta nói tới là giá cả tăng trưởng chỉ để cho những cá voi thoát hàng thì thứ nhất là các bạn thấy được là cái phần trăm tăng trưởng này nó đã rất là cao, 69% trong thời gian là hơn một tháng qua. Thứ nhì nữa là những bạn mà Nghĩ đây là một cái ball trap ấy, thì thường thay đổi cái uh, con số Có nghĩa là khi mà giá bắt đầu hồi phục trở lên ấy, thì nhiều người nói là 32.000, 35.000 là ball trap Sau đó giá tiếp tục lên thì nói là 40.000 là ball trap, giá sẽ đi xuống từ đó Sau đó thì lại thay giá tiếp tục lên thì lại nói là 45.000 là ball trap Bây giờ nhiều người nói là 50.000 là ball trap Thì khi mà giá qua khoảng 50.000 nhiều cũng sẽ nói là 65.000 sẽ là trap thì các bạn thấy được là cái con số đó cứ liên tục bị thay đổi đẩy lên ngoài cho nên đó là một trong những điều mà thường không có lòng tin về cái giả thuyết trap này một điều khác nữa mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là trong thời gian hai tháng qua đó khi mà giá cả đi lên từ 30.000 lên thì từ 30 lên tới 35 35 tới 40, 40 lên tới 45, 45 bây giờ lên tới là chuẩn bị là 50. Thì trong khoảng thời gian 2 tháng đó thường không thấy dấu hiệu on chain là có nhiều người đẩy Bitcoin lên để mà thoát ra khỏi thị trường. Nếu như mà giả thuyết bô cháp là giả thuyết này là nó là giá cả tăng để cho những người cá voi thoát khỏi thị trường thì thuận không thấy dấu hiệu đó các bạn thấy trên màn hình đây là tỷ lệ cá voi thì tỷ lệ cá voi đó trong cái thời gian 2 tháng qua là chỉ có một số ngày riêng lẻ là chúng ta thấy cái số lượng cá voi hoạt động mạnh trên những sàn thôi còn lại thì các bạn thấy được là cái đường màu xanh này đó trong cái khoảng thời gian là từ thì nói là từ tháng tư tới bây giờ đó phần lớn là cái số lượng các hoạt động nó giống như là gần như là bằng nhau không thấy dấu hiệu tăng cũng như như mà nào mà theo dõi thường cao bình thường xuyên của đã biết là chúng ta không thấy những cái thợ đạo bán mặc dù là giá cả các bạn thấy được là cái đường màu trắng này đó là từ 32.000 lên tới mức hiện tại nhưng mà các bạn nhìn vào những cái thanh màu xanh bên dưới này thì các bạn thấy rất rõ ràng là tuy là giá tăng nhưng mà chúng ta không thấy đây là cái số lượng mà những Bitcoin được gửi từ những cái ví của những cái thợ đào gửi vô những cái ví của sàn đó Thì các bạn thấy được là rất rõ ràng là chúng ta không thấy dấu hiệu là có nhiều Bitcoin đẩy lên những sàn giao dịch đến từ thợ đào Nghĩa là giá tăng, thợ đào vẫn không bán Thì nếu như mà họ không bán mức này thì họ đợi tới cái mức nào, không lẽ họ đợi tới all time high Lúc đó chúng ta vẫn gọi là bull trap, đây là một điều khác nữa Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ về on chain đó, đó chính như mà, mà theo dõi thuần capital thì cũng đã quen thuộc Với những thông tin liên quan đến là cái số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra thì các bạn thấy được là chúng ta thấy rất rõ ràng là trong cái thời gian này đó các bạn thấy được là trong vòng từ ngày 29 tháng 7 tới bây giờ thì các bạn thấy là cái số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra nó không có gì là đáng kể đương nhiên chúng ta có những ngày có số lượng Bitcoin nạp vào ít hơn rút ra rất nhiều như là các bạn thấy ngày 19 tây đó thì chúng ta có 10.000 bitcoin rời khỏi hơn là nạp vào nhưng mà một ngày sau đó thì lại có số lượng tương tự nạp vào hơn rút ra có thể nói được là cái số lượng rút ra và nạp vào khá là cân bằng trong cái thời điểm là chúng ta thấy được là giá bitcoin tăng trưởng và khi chúng ta nhìn tổng quát đó thì đây là cái số lượng bitcoin trên những sàn giao dịch cái đường màu xanh này thì chúng ta thấy là từ cái thời điểm là ngày 25 tây tháng 7 đó thì các bạn thấy cái số lượng Bitcoin trên sàn cứ tiếp tục mất đi và tiếp tục mất đi chứ không phải là tăng lên mặc dù giá tăng nhưng mà chúng ta đã thấy hiện tượng ngược lại là Bitcoin không tăng trên những sàn giao dịch và chúng ta nói tới Ethereum này tại vì Ethereum cũng là một trong những đồng mà nhiều tổ chức đầu tư có voi quan tâm đến thì hiện tượng đó nó còn khác với lại Bitcoin một chỗ nữa đó chính là trong vòng thời gian là một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày liên tục Chúng ta chỉ thấy Ethereum rời khỏi sàn mà thôi chứ không phải là nạp vào Và chúng ta nhìn vào tài liệu Ethereum thì chúng ta thấy rất rõ ràng là cái đường màu xanh này cho các bạn thấy là còn bao nhiêu Ether Trên những sàn dịch thì cái xu hướng là cái xu hướng cứ cắm đầu xuống nghĩa là giá tăng Nhưng mà cái số lượng Ether trên sàn càng ngày càng ít đi Thì cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta không thấy dấu hiệu khi mà giá cả tăng trưởng trong vòng 2 tháng qua. Chúng ta không thấy dấu hiệu là những cá voi, những tổ chức đầu tư, những công ty lớn họ thông báo bán thậm chí là cái thống kê quý 2 chúng ta cũng không nghe nói tới. Chúng ta nhìn vào những cái chỉ số on chain cũng không thấy được cho nên cái giả thuyết là giá tăng để cho những người mà có xương lớn crypto thoát hàng thì thuận lại chưa thấy cái dẫn chứng đó cho nên đó là lý do sao mà thuận không có nhiều lòng tin về cái giả thuyết đây là một cái bull trap có phải đây là giá cả sẽ tiếp tục tăng mạnh hay là không nếu như thường nói như vậy thì đương nhiên không phải giá cả đương nhiên có thể là đi xuống như thường nói là chẳng hàng không ai có thể biết được nhưng mà điều thường muốn chia sẻ với các bạn là ngày mai ngày mốt tuần sau nếu giá cả xuống mạnh là có thể là gì một cái thông tin nào đó chứ không phải là đây là một cái bull trap bây giờ thường vẫn chưa thấy là có dẫn chứng